Nguyên Khối Audio xin chào tất cả anh em nhé. Buổi sáng hôm nay sáng ngày Chủ nhật, Khôi lại xin phép bút chút thời gian của anh em giới thiệu một cặp loa khủng long của dòng kép Anh Nòi mới về. Cặp này là cặp mà hết số của đời này rồi. Cặp này là cặp mà mang model là kép 105-3. Với cấu hình thì các bác nhìn là rất là khủng, tí nữa em sẽ đo kích thước. Cặp này rất là nặng. Và phải nói rằng là cặp này là cặp về trong tình trạng đẹp xuất sắc, đẹp không có gì để mà tả để mà nói cả. Tất cả từ tuyến loa rồi đến là thành quách thùng và điểm mấu chốt nữa là trùng series. Loa mà đã trùng series thì tất cả những cái vân loa này nó cũng là cùng nhau, vân gỗ này, vân gỗ của loa này. Cặp này là cặp limited cho các bác nhé, sản xuất có giới hạn. Em sẽ quay cái model cho các bác này. Đấy. 105 trên 3S. Cặp này là cặp 3S chứ không phải là 3 là 3 thường này các bác nhé. 3S. Cọc loa, cầu loa, cầu lối còn zin nguyên bản. Đấy, cho phép các bác đánh BY. Số model đây, à, số series đây. Series là 1496, ở trên là được tép là SP3139. Về công suất của cái dòng này, à, trở kháng của dòng này là đánh từ 4 đến 8 ohm. Max là maximum là 300W. Và 8 ohm thì có thể đánh là 150W cho một kênh. Đấy, độ nhạy cặp này thì rất là cao, dòng loa kép thì độ nhạy rất cao. Mọi thông số khác thì mời các bác tham khảo tiếp ở trên Google giúp cho em cho nó khách quan nhé. Còn thùng thì hôm nay là em giới thiệu thì em sẽ quay trước, sau đó là em sẽ test cho bác một bài nhạc. Em quay tiếp cái chiếc ở bên này để cho các bác thấy rằng là loa ấy, nó đẹp như thế nào. Đẹp. Thùng chắc lịch luôn. Đẹp từng cm các bác ạ. Vân gỗ đỏ. Đây số series đây. 14996 tiếp SB 13 A3139. Đầy đủ cọc loa. Không thiếu một cái gì nữa các bác nhé. Cặp này thì đẹp lắm, nói chung là chơi thôi, thích hay không thôi. Em sẽ đo kích thước, sau đó là em sẽ nói cấu hình của loa. Kích thước của cặp này thì tương đối khủng các bác ạ. Nó có chiều cao là 1m09, xít soát 1m1 nha các bác nhé. Xít soát 1m1. Nó có chiều rộng là 28,5. Chiều rộng 28,5 và chiều sâu của nó, chiều sâu hết là 40. 40 chưa tính của e căng các bác nhé. Đấy. Chiều sâu của loa 40 thì các bác biết là lưu ý về vấn đề này là giải trầm nó như thế nào rồi. Còn phần e căng đây các bác ạ. E căng vải lâu cụ. E căng xương zin, vải zin. Còn nguyên tem của nó nhé các bác nhé. Còn nguyên tem này. Đấy. Xương zin của nó là nó như thế này các bác này. Xương này là xương bằng nhựa nha các bác nhé. Xương bằng nhựa. Các bác có thể là nếu nó bẩn các bác có thể mang ra mà giặt được. Còn xương gỗ thì không nên giặt nhé. Giặt xương gỗ là vài hôm là nó sẽ sùi rồi là nó lở hết ra đấy ạ. Còn loa. Loa thì tuyến loa thì các bác nhìn này. Phía trước các bác nhìn thấy quan sát thì có 3 chiếc loa bát 16 gân cao su. Màng này là màng như kiểu là màng nhựa các bác ạ, không phải là màng nhựa, màng giấy xong nó phun lên thôi, nó phun một cái sờ như kiểu nhựa thôi. Có tép đồng trục ở giữa đây các bác này. Đấy. Hai cái trên là hai cái loa chung, ở giữa cũng là một cái loa chung và nó có con loa tép đồng trục ở giữa. Đấy. Loa tép đồng trục ở giữa đây. Còn ở phiên trong thùng đây các bác nhìn này, còn nó có hai cái loa bát nữa, nó có hai cái loa bát nữa, một cái loa bát đây, lỗ thông hơi thì rất to các bác nhìn này, em đưa cái tay em vào này, lỗ thông hơi thì rất to, đường kính của nó phải rộng tầm khoảng 10, 15, 14, 15 đấy ạ. Đấy, một con loa bát nằm ở đây và một con loa bát nó nằm ở phía tầng trên này nữa, bát 20 các bác nhé, bát 20 gần mút, tức là trong một cái loa, trong một chiếc loa này là gồm có 6 loa, 6 loa một thùng
bao gồm là hai loa bát ở trong thùng, ba loa chung ở bên ngoài, một con tép đồng trục ở giữa. Và chiếc bên này cũng vậy, đẹp long lanh các bác ạ. Tất cả các tuyến loa em quay gần này, nhìn gần này còn bóng lộn này. Gần này em nói các bác là còn chưa một chút ghẻ lở nào, các bác nhìn này. Đấy, gần này các bác dùng không bao giờ phải nghĩ. Tất cả các tuyến loa đều đẹp, nón loa căng mọng luôn. Đây chiếc bên này đây, loa thùng nó bát ở trong thùng đây. Đôi này thiết kế rất là hầm hố đấy các bác ạ. Thiết kế rất là hầm hố. Khi chơi đôi này thì lên loa cột, loa cây, loa cột múc xeo thì lên bỏ cái e căng của nó ra thì nhìn nó rất đẹp. Đấy, và phù hợp với những cái không gian đôi này thì em nói các bác là bác nào phòng to rộng thì lên chơi cặp này. Phòng to rộng 40-50 m², còn đặt cặp này nó cũng đáp ứng tốt nha các bác nhé. Đáp ứng tốt. Và cặp này thì có thể các bác chơi đa thể loại nhạc. Đa thể loại nhạc mà thậm chí là có thể các bác hát karaoke cặp này cũng rất hay. Một số bác cũng nói là cặp có loa kép này hát karaoke ghép bộ âm thanh thì rất là phê luôn các bạn. Đấy, cặp loa kép 305/3S, dòng S chứ không phải là dòng trơn nha các bác nhé. Là em báo giá luôn với các bác là em bán cặp này là giá 30,5 triệu. 30,5 triệu là bao zin, bao đẹp, xuất sắc. Cặp này nếu mà để kiếm được đôi nào mà đẹp xuất sắc hơn đôi này thì quả thật là rất là khó. Và đặc biệt là đôi này là trùng cả series. Trùng series nha các bác nhé. Lệch series nó khác mà là trùng series nó khác. Trùng series là tất cả những mặt, các bác nhìn xứ cái vân gỗ này, mặt trước này, nó trùng nhau. Đấy, đấy. Chơi những đôi này thì em nói các bác là vừa chơi nhưng vừa để sưu tầm những đôi đẹp như thế này thì rất là khó. Và đặc biệt là dòng này là dòng model này là model hết số của cái đời này. Đôi này thì nặng, nó phải tầm khoảng độ hơn 30 cân một thùng, 35-40 cân một thùng rồi đấy, nặng lắm. Cực kỳ đẹp các bác ạ. Chả có gì để nói. Nhưng sau đây mời các bác nghe thử một đoạn nhạc em test bằng một con âm ly Musico E100. Pháo vui.
qua mảnh tình ngăn cách rồi. Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xưa. Vâng, Khôi xin phép kết thúc video ở đây nhé. Tí nữa lại tiếp tục hẹn các bác ở video tiếp theo. Và ngày hôm nay em tiếp tục có một số những mặt hàng loa mới về nữa. Và về là cặp nào em sẽ là bớt chút thời gian và làm clip test luôn cho nó nóng. Vâng, cặp này thì em nó vừa trình bày rất là kỹ rồi, nói rất là kỹ rồi. Bác nào mà muốn sở hữu cặp loa này hoặc muốn nghe thử 3 ngày thì các bác vui lòng điện thoại cho em Khôi 0982922168, hoặc các bác là kết bạn vào Zalo với số điện thoại ở trên, em sẽ gửi đầy đủ hình ảnh và tư vấn cụ thể cho các bác nhé. Hàng đôi loa này em bán thì em bao zin bao đẹp xuất sắc cho các bác yên tâm dùng. Và cặp này thì chơi với những cấu hình chơi với những cái phòng to, và các bác lên ghép với những con âm ly đời cao, ví dụ như là đề lông đời cao, rồi là ma răng, rồi Lichman, rồi những cái là dề bao của châu Âu. Đấy. Hay là bác nào có Acuphase hay Maxintoc đánh cặp này cũng rất là hay. Và phù hợp với những cái không gian đẹp, phòng khách đẹp, phòng khách hiện đại. Đặc biệt là những cái căn phòng ở trên chung cư, đôi này nó sẽ thể hiện nhạc rất là tốt. Với những cấu hình loa như thế này thì các bác không sợ bị loãng. Đấy. Không sợ bị loãng và bày vào cái phòng khách của các bác, nó tôn lên cái phòng khách của bác rất đẹp. Đây là một cặp loa để cho các bác là chuẩn bị đón Tết. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu hoặc muốn nghe thử thì các bác vui lòng điện thoại cho Khôi nhá. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.